Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Thành đang có mặt tại chợ đây. Hôm nay Thành đi mua thịt cho hai vợ chồng vô gia cư. Cảm ơn cô giấu tên ở bên Anh Quốc ạ. Cô đã tài trợ bữa ăn trưa cho hai vợ chồng vô gia cư. Cô có gửi tiền cho Thành và cô bảo Thành là hôm nào hai vợ chồng vô gia cư là cấy ấy. Cấy thì mua thức ăn cho mọi người đến giúp. Hôm nay Thành có mua thịt, lợn và rau và đậu. Này cô đang cân thịt. Cô bảo là mọi chi tiêu là mua bán này không cần phải công khai trên video đâu. Chào em Tính à. Hôm nay cấy à? Giờ là Thành gặp em Tính đây, vừa Thành điện tranh trước ấy, bảo em Tính là đi xuống chợ lấy đồ. Giờ là Thành đi về sửa xe cho khách á. Đây Tính ơi, anh đưa đồ này. Đây, những cái đồ này là không phải là tiền của anh mua đâu nhá. Đây là của một cô giấu tên ở bên Anh Quốc ấy. Cô đưa tiền cho anh là nhờ anh mua những thức ăn này cho vợ chồng em. Biết là vợ chồng em thì không có tiền. Đấy, em có là gì cảm ơn đến cô không? Cháu Tính xin cảm ơn cô. Tính bà là cháu Tính. Tính bà là cháu Tính xin cảm ơn cô. Cháu Thành xin thay mặt vợ chồng em Tính là cảm ơn cô giấu tên với anh Quốc rất là nhiều. Được rồi, em mang về nấu thức ăn cho mọi người nhá. Để anh đi về sửa xe cho khách á, tí nữa anh quay lên nhá. Không đội mũ vào. Mũ bảo hiểm đâu? Không có à? Ờ. Giờ Thành đi về dưới nhà sửa xe cho khách. Chào bạn nhá, xe hỏng à? À thay xăm thay lốp à? Lốp này mỏ lắm rồi đấy nè, lướt hết rồi. Người mua xe, người mua giờ có thức ăn nào à? À chắc phải được 3-4 năm rồi đấy. Máy là sao để thay? Thay hai lần á. À. Sau nó đi nó mòn nhanh hơn, nó còn phải tải nặng hơn. Được trước là chỉ dẫn bánh dẫn đường đi thôi. Lốp này cắn đấy, lốp này nó hỏng. Đúng rồi, nó cắn đấy. Cái này nó hỏng hết rồi. Đúng ra xe của bạn phải thay lâu rồi cái lốp này đấy. Để nó cắn này, hỏng hết xong. À.
thay. Đây không thay. Đi thôi đấy. Đi nó hỏng xăm nhiều đấy, mất tiền nhiều này. Cái xăm đây, như em thay cái lâu đâu. Thế. Lâu rồi. Đi lâu cái xăm này hôm trước đưa con đi học đi thay. Sau này cũng mới mà chắc chỉ được tầm 2 tuần hết cước thôi. Bây giờ đi xe, đi xe nó biết đi xe sửa cái động kia không thích bảo mang tiền đi đi chơi cái kiểu ấy. À. Nó bây giờ vợ biết đi bây giờ nó đang sửa xe. Đúng rồi. Mình đàn ông mình đi sửa xe thì vợ cứ nghĩ là mình đi lấy tiền đi cho gái. Số tiền dư thì sao đi ăn hết. À số tiền dư á. Phát sinh mà. Bây giờ ví dụ nhá, ví dụ ngày trước tôi sửa xe ấy, tháo con xe ra thì biết là hỏng ở bên ngoài nhưng tháo bao hỏng bên trong nữa chẳng xe thay thêm mà. Đúng rồi. Vẫn còn. Hai ba chục thì khát nước thì phải uống chai nước chứ em. Ăn. À có được ta ăn được đi học. Thế con của các bạn là đi học ở trường chính à? Mấy tuổi rồi? Lúc 10 tuổi rồi. Ui. 11 tuổi rồi. Con lớn hết nhỉ? 25 nó được, nó cho 12 tuổi rồi đấy. Thế bạn lấy vận lúc 15 tuổi rồi à? Con tới lớp lúc năm 2012. 2012 á? Vâng, con 2014. À. Thì lúc đấy là 20 tuổi à? 20 tuổi. Lúc đấy chưa được tuổi đấy nhưng mà kể là chưa được tuổi. Là lớp 91 ấy, à. 93. À 93. Bạn bằng tuổi tớ mà con bạn đã 14 tuổi rồi. Còn tớ con lớn mới cũng có 5 tuổi. Con là vừa 5 tuổi. À. Cả là 24. À. Ừ. Học lớp 3 về à? Cháu ơi. À lớp 4. Nhưng em là em gái quả siết đúng không? Em họ thôi. Em họ à? Con của ai trong làng? Con San Mèo ấy. À chữ San San Mèo á? Đấy, à, San Mèo đây. Quên đấy. Cháu chào bà nhá. Vâng ạ. Thành vừa sửa xe xong. Xong rồi Thành sang bên nhà bác và cháu Tính đây. Thành vừa sửa xe xong. Xong rồi Thành sang bên nhà bác và Tính. Tính là hôm nay là cấy lúa lên Tính nhờ nấu cơm ở nhà bác Tính ấy. Cái lán quả Tính thì bé quá, mọi người đông thì ngồi rất là nóng với chặt, với không tiện như ở dưới nhà bác quả Tính. Chào Tính nhá. Tính đang nấu món gì đây? À, cà chua à? À, cho đậu vào nước canh, gọi là đậu nấu canh cà chua đúng không? Thế mình Tính về nhà trước để nấu cơm à? Vợ em vẫn đi cấy kìa. Thế mạ có đủ không? Chưa đủ. Bằng đấy đủ á? Nhiều bên này xin. Đi xin bên này nữa à? Xin của ai? Xin của họ. À, xin của họ. Tính bị chậm chạp một chút thôi nhưng việc lấu lướng và đồng áng thì Tính đều biết làm hết. Tính thì không giỏi tính toán thôi. Tính có giỏi tính toán không? Không giỏi. Không giỏi mấy. Lấu cơm làm ruộng thì mỗi thứ biết làm một tí nhưng không nhanh thôi đúng không? Có nhanh không? Tính thì con người rất là thật thà luôn đấy. Thế hôm nay cấy có xong không? Một chiều không có xong được. Xong thì xong rồi thì mình đi gom đá nhá.
gom đá xong rồi để còn xây nhà sớm nhá, không ạ, vợ em sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi thì mà nhà cửa mình mà gặp mấy trận mưa nữa thì lại không chuyển được vật liệu lên ấy, thì không xây được thì sinh lại không có chỗ ở đâu. Thấy gom đá thì phải nhờ người nhá. Nhờ người gom xong rồi gom buổi sáng rồi xong rồi chuyển lên được thì đào móng luôn nhá, tính nhá. Thế tính có cần xem ngày đào móng không? Không biết được. Đấy em có cần xem thì em tự xem đi. Xem sớm đi. Nhờ ai xem cho thôi, xem sớm thôi thì có gì bảo anh. Như anh được biết thì đào móng thì anh làm nhiều nhà Mông rồi, họ không xem đâu. Họ chỉ xem hôm vào nhà mới thôi. Tính ạ. Đấy là anh được biết thôi. Còn em thích xem thì đấy là lựa chọn của em thôi. Ừ. Đây nhà của bác em như này thì mưa thì chẳng ướt hết chỗ này à Tính. Đây. Có danh đi đâu? Danh ra cho cái xô này à? Xô này không phải trôi qua cái này à? À đây. Chỗ này là trên đồi đây. Trên đồi là sạt xuống đây. Ở trên này có cây to. May quá nhỉ, hôm nọ mưa to thế mà không bị đổ nhá. Cái này nó có cái đường này che. Gió nó thổi qua. Nhưng cái cây này may không đổ ấy. Cây này mà đổ thì nhà của bác em hỏng hết rồi. Mưa to gió lớn nhà của bác em không thể lấu lướng được. Chỗ này nước chảy hết vào đây. Chỗ này ướt hết nhỉ. Chỗ em đang ngồi ấy. Bà ơi. Cái này mưa to chắc là ướt hết bà. Ướt hết. Còn chỉ chỗ nấu cơm thôi. Đây, nấu cơm còn ngồi còn ướt đấy. Nếu nước có một cái lỗ, cái mưa nó chảy mẹ trong cái chảo to to đấy. À vâng, à về cái chảo to to kìa. Mấy có lỗ chảy ra kìa. Chỗ nào cũng có lỗ hết ở cái nhà này. Thế bác của em tính đâu rồi bà? Chủ nhà đâu rồi bà? Đi cùng tính cái ruộng. À chủ nhà đi cùng tính cái ruộng à? Chủ nhà là em trai tên là Khoa đúng không? Ừ, nó đi ra trong. Bố đâu rồi? Bố đi tù. À bố đi đi công tác à? Ừ. Nhà hỏng hết rồi bà. Cái này nó hỏng hết nhưng mà bố đi rồi mẹ lấy mấy được tiền thuê người ta. Là không có chỗ. À. Chỗ không có chỗ. Nhà của bác tính nhìn cũng khó khăn đấy, có phải là khá dài đâu. Khó khăn nhưng mà bảo là thích là nhưng mà người ta không cho là đây là rừng cái được của người ta không cho là người ta lại không cho không tìm một cái chỗ là không cho là nhà mới. Thế mình cứ ở như này hỏng thì hỏng à? Ừ. Cứ ở được bao nhiêu ở thì ở. Không là sập thì thôi bà nhỉ. Ừ. Sập thì biết tuổi đấy bà. Bà thì năm nay cũng già lắm rồi nhỉ? Phải ngoài 80 rồi bà. 80 nhưng mà người ta viết bà là 75 cơ. À 75 mà. Và mấy hôm trước vừa được tiền già đấy. À được tiền người cao tuổi. Được tiền như thế nhớ. Vừa được một lần đấy, một lần chưa đấy. À được một lần nữa à? Ừ. Bà có phải là bạn của bà Túc không? Cái nào? Bà mới kìa bà mất rồi ấy. Không. Không phải hàng xóm nữa à? Ừ. Nhưng bà biết bà sinh năm bao nhiêu không? Bà không biết đâu. Bà trước không khi bố mẹ không dạy thì không biết đâu. À. Bố mẹ bà cũng mất hết rồi chứ? Mất hết rồi. Thế chồng bà cũng mất à? Chồng mất lâu cái chị con cái thằng con cả vườn vườn to. Không có một thằng to như thế cái con cả
tòm tí, còn thứ hai nó cũng xăm bà nhau, hai anh như xăm bà nhau. Cái hai thả nó chưa đi, hai thả chưa, nó lại bía, thằng con cái ở Vĩnh Lộc nó lại bía như thế này rồi. Con tính, bố con tính như con như thế này, nó cũng ở nhà cái không biết đi đâu. Bố quả tính là con trai của bà chứ. Bà là bà nội quả tính nhá. Bà nội ruột chứ. Bà là bà nội chứ. Bà nội ruột. Bà thì ở nhà thì thì trông nhà cho ấy thôi, cho bác thôi nhỉ, bác quả tính thôi. Hả? Luôn luôn cái con này đó, ta cũng không kính cậu ạ. Chú ạ. Hả? Chờ cho tổ phải treo. Tính còn chứ mới chập cổ luôn cho xuống ra cho sẽ trời mất xác cổ rồi mà. Sẽ cổ trời nhiều mất xác. Tính tìm cái gì bà? Tính tìm rau cải là kênh. Làm canh á, cháu vừa đưa cho bắp cải đấy. Cho bắp cải nó pha nhiều cái thịt. À pha cái thịt đó. À. Tính là xào bắp cải với thịt à? Đây là măng. À đây, tính là xào thịt với bắp cải rồi. Tính sắp có nhà mới rồi, bà có vui không bà? Vui quá, nhưng mà bà không biết lúc nào bà chết. Là nay bà không lặp được, lúc nào cứ ống bị ống thì bà không lặp được cái gì ở nhà. Bà bây giờ già rồi cần gì làm cái gì, bây giờ con cháu nuôi bà thôi. Ừ, như thế, nhưng mà bà đi nuôi con lợ, chặt rau lợ là cái gì ở trong nhà thôi. Bà con đi chặt rau lợ làm gì? Chặt ở trong nhà đấy, chặt ở trong nhà cho. À, cho giúp cháu á? À, giúp cháu nuôi con lợn à? Thì bà già rồi, bà làm được thì làm thôi, không làm được thì không sao cả bà. Không làm được thì cái kệ nó thôi. Đấy, cái kệ thôi. Bà phải sống lâu chứ, còn cho con cháu con được nhà chứ. Lúc khỏe thì là luôn, không khỏe thì bà con là đâu, kệ nó. Bà vẫn còn khỏe lắm, chưa đi được đâu bà. Địa bao nhiêu người ta về đánh nhà người ta mới làm rồi. Bà không làm. Có sức thì làm, không có sức thì thôi. Lúc nào mình... Bà tên là gì bà? Bà Bưu Thị Bu. Bà tên là Bu à? Cháu Thành biết bà rất là lâu rồi nhưng còn chưa biết tên, hôm nay mới biết bà tên là Bu. Lù Thị Bu. Vư chứ. À Vư. Lù thì phải... Vư Thị Bư à? Bu à? Thế Vư là cùng họ với vợ cháu đấy. Vợ cháu cũng là họ Vư đấy. Đúng rồi, nhưng mà vợ cháu thì cũng là một họ nhưng mà khác một tí. Khác một tí à, không phải là anh em à? Có phải nữa nhưng mà nó không biết nói không. Nhưng người Mông mà là cùng họ là anh em mà bà. Cũng đúng rồi. Anh Ma với anh Khử ấy, nó với bà anh Yên mà. Chị Yên mà. À. Nói chung là cùng tổ tiên. Đấy. Cùng dòng họ. Không phải là anh em ruột trong gia đình nhưng gọi là cùng dòng họ đấy, cũng là anh em xa. Nhưng mà khá mình đi, bà nói không được. Tính đi đâu ấy bà? Tính sẽ đi về nhà, hôm qua nó đưa một tí Hà Động. À tính đi lên lên lán để mang đậu xuống đây, hạt đậu xuống đây để nấu canh. Thế bà ở đây ngồi nhá, cháu đi xem bùng cái thế nào rồi nhá, sắp xong chưa nhá. Cháu chào bà nhá. Giờ là Thành đi lên chỗ ruộng nhà em bùng tính xem mọi người cấy sắp xong chưa. Em tính đã nấu thức ăn sắp xong rồi, còn thiếu món canh nữa là xong rồi. Đi đường đoạn đường thì thấy em tính và em gái đã đi về rồi. Em bùng nhá và em gái đã đi về rồi. Cấy xong chưa tính á? À bùng chưa xong á? Chiều có hết không em? Thế hôm nay mấy người cấy?
6-7 người à? 6-7 người họ về hết chưa? Ơ, cấy mấy người? Ơ? 5 người cấy mấy người nhổ mà? À, 3 người nhổ mà 5 người cấy là 8 người. Tính thì nấu cơm xong hết rồi, bây giờ về chỉ ăn thôi. Em Bùng là đi cùng với cái chở về. Đi cấy thì không có hộp ấy, cứ lụm bùn thế thôi. Đúng mà, đi nhổ ở đâu em? Đâu? Đây á? À, ngoài kia à? Anh vừa ở nhà xong mà nhưng không thấy ai về đâu. À, đi bộ bên kia à? Đi xin của họ à? Nhổ mạ cho nhà Tính đi kìa. Được cái mũ màu đỏ đang đi ở bờ ruộng này. Bây giờ Thành ở đấy là Thành đợi đang chờ tôi về luôn kìa. Đây à, chị này làm cho Tính à? Đây, chị ngồi đây em chở. À, cô chứ, nhìn từ xa là trẻ. Vâng, cháu đi xem nhà Tính xem cấy xong chưa cô ạ? Nhà Tính thì chưa cấy xong. Đi xin của họ à cô? Cô là cô của Tính à? À là bác. À bác vật Tính, người Mông thì là bác thì gọi là mẹ đúng không? Kiểu Tính đi xe chắc đi gọi mọi người về ăn cơm đây. Thế mọi người về hết chưa cô? Về thôi Tính ạ, à, về hết rồi. Tính thì nấu cơm xong hết rồi. Cô nhổ hết mạ chưa cô? Nhổ hết rồi, chiều là mình trở lên là cấy thôi cô. Cố gắng chiều cấy là xong đấy cô ạ. Tính thì cũng không có nhiều thóc đâu mà. Hai vợ chồng làm tốt thì đủ ăn, không tốt thì còn thiếu đấy cô ạ. Vâng. Giờ này mọi người cũng đuổi trâu về thôi. Vâng. Trâu của nhà bác Tính à? Nhà cô ở đâu? Nhà nào? À cái nhà này á? À đây nhà cô đây luôn. Tính là nấu nhà cơm nhà cô. Con ơi. Đến nhà rồi. Còn chưa đã ra đến ruộng là mọi người đã về rồi. Bây giờ cũng muộn rồi. Giờ là gần 11 rưỡi rồi. Cái thời tiết này mà ở ngoài trời tầm giờ này quá là nóng luôn đấy cô ạ. Tầm giờ này ở ngoài trời còn biết ngất đấy. Trời nóng lắm. Giờ là hai vợ chồng Bùng cũng đang xốc bát ra mâm. Chia làm hai mâm đi. Đây là món canh đậu nấu với cà chua. Đây là thịt lợn rang với rau cải.
Đây là món đỗ, đỗ luộc vào trong ấm nước à. Trên bản người Mông mình là hay luộc đỗ trong ấm nước. Không có dầu gì đây. Đây là rau rồi bà. Nhưng mà không có dầu gì, cứ để kẹt. Cái đỗ này để được lâu, để được vài tháng trời không hỏng. Ừ, đúng rồi. Mình ăn không hết thôi, mình xấy lên bếp xong rồi mình không có gì ăn mình lại lấy ra ăn tiếp vẫn được. Xấy lên bếp hay là quậy quậy trời. Khô xong rồi để lâu. Lâu ăn cả cả quả, cả cả hạt với cả cái cả cái đậu đã vâng. Được. Cả cái này là cái gì nhỉ? Cái vỏ. Đúng rồi. Cái vỏ đậu. Món này ăn mới gọi là chất đấy. Nếu mà có cái xương lợn hầm thì cho người chửi rất là tốt bà. Người kinh không thích ăn cái hàng này đâu. Nó cứ ăn cái đỗ đen. Tùy bị bé không có hạt. À ăn cái ăn cái đỗ không có hạt. Ừ, không có hạt bao nhiêu nó lấy. Đúng rồi, người kinh là lấy cái đỗ đấy là xào với lòng gà, xào không. Đấy. Cái đỗ này thì chỉ người vùng cao mình hay thích ăn thôi, ăn quen rồi. Ừ. Bữa ở trên vùng cao mình cái đỗ này mới để được lâu mà. Như cái đỗ của người kinh thì không để được lâu. Ờ, trên ý chí lúc nào cũng có một vòng bao con thế này. Cái đỗ này nhà nào cũng thế mà. Đấy. Để dự phòng trong nhà. Đấy. Để lúc không có rau gì ăn thì mình lại lấy ra ăn. Ê. Không đến mùa là chả có gì ăn, nhiều lúc ăn cơm với ớt đấy bà. Ê, muối ớt. Có cái này ăn là hạnh phúc lắm rồi đấy. Không như vùng dưới thì gần chợ với mọi người có điều kiện đấy. Không có rau ăn thì mọi người thì lại ra ngoài. Nó lại có tiền, nó mua các thứ gì ăn. Đúng rồi, có tiền thì đi mua thịt. Không có tiền, không mua được cái gì đâu. Đúng rồi, có tiền thì đi mua thịt, mua các thứ ăn. Không như trên vùng cao thì đa phần là ăn rau thôi. Đây là bữa cơm trưa của nhà em ở Bồng Tính đây. Đây là mọi người đến cấy giúp là đến ăn cơm trưa. Mọi người ở đây ăn cơm nhá. Tính ơi, anh đi về phải đi làm cho khách đây. À, cháu đi về sửa xe cho khách. Vừa lấy khách gọi rồi. Để ông khác bà ơi. À, anh ăn sáng muộn quá. Vâng, mọi người ở đây ăn cơm nhá. Bây giờ ô, ăn cơm xong thì họ đi sửa. À, thôi đi về sửa xe cho khách, không biết là không về tí nữa họ đi quán khác sửa đấy. Bây giờ cháu còn vừa đi quay video, cháu lại vừa đi sửa xe cho khách để kiếm thêm tiền để đi lại ấy. Nghèo lắm cô ạ. Để hôm nay mà không có khách thì cháu ăn cơm đấy. Để hôm khác bà thông cảm nhá, mọi người thông cảm nhá. Có gì ăn đâu. Hôm khác ăn gì cũng được ạ. Tính nhá. Mọi người ăn nhá, có gì thì chiều anh qua được anh qua, thế thì phân do chiều nay có cần lấy luôn để sáng nay em lấy một bao rồi à? Ừ, vậy thì chiều anh gửi cho. Thế có cần lấy thêm nữa không? Có lấy thuốc gì không? Thế thì bao nhiêu tiền này anh gửi luôn cho này? Bao nhiêu tiền? Hả? À, 350 cân à? Ờ, 260 à? 260 nghìn à? Thế là Thành gửi tiền luôn cho em Tính, hoặc em Tính gửi cho họ, cho chủ quán này. Có cần phải mua thuốc thang gì không? Đây, đây Tính này, cầm anh nhá. Đây là 250, còn 10 nghìn nữa. Đây. Đây. Đấy nhá, em gửi cho họ nhá. Đấy, đây là anh trích cái tiền từ quỹ làm nhà của em ra trước để em lấy tiền để một phần bón cho lúa nhá. Thế thôi, ăn cơm với mọi người đấy nhá. Đây là tiền của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đấy, hỗ trợ tiền làm nhà em đấy. Đấy. À, Tính mà là cháu Tính là cảm ơn mọi người. Thôi bà, để ông khác, bây giờ cháu đi về sửa xe đấy. Nếu không sửa xe thì cháu ở lại ăn với mọi người đấy. Thôi bà cứ vào ăn đi, Tính vào ăn đi nhá. Anh không tức, không giận cái gì đâu. Anh về sửa xe thật mà. Cháu về làm cho khách, không tí nữa họ đi quán khác sửa. Hôm nay là Thành có mua thức ăn cho nhà em Tính. Và biết là em Tính là đang cấy ruộng sắp xong rồi. Em Tính là may quá là em đi xin được mạ của người dân xung quanh đây rồi.
và Thành có đưa tiền cho em, tính là em trả tiền phân cho chủ quán là 260.000, cho Thành trích từ quỹ làm nhà ra. Cho Thành rất cảm ơn ông bà cô bác và anh chị trong nước và ngoài nước. Cảm ơn mọi người đã quan tâm vợ chồng em Bùng Tính. Hôm nay là bữa cơm được cô dâu trên anh Quốc tài trợ, cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô bác và anh chị, hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.